tựu trường sớm nhất ngày 1 tháng 9, học sinh lớp 1 có thể đến trường từ 2-3-8. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành khung thời gian năm học 2021-2022, với thời gian tựu trường sớm nhất là ngày 1 tháng 9. Học sinh lớp 1 có thể tựu trường từ ngày 23 tháng 8 để làm quen với môi trường học tập mới. Khung thời gian năm học này áp dụng với bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Lễ khai giảng năm học mới sẽ vào ngày 5 tháng 9. Khung thời gian năm học này cũng quy định thời điểm kết thúc học kỳ y trước ngày 16 tháng 1 năm 2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2022 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2022. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. Mốc thời gian hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31 tháng 7 năm 2022. Lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia sẽ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Dựa theo khung thời gian năm học của Bộ Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cho phù hợp với thực tiễn của địa phương. Kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải đảm bảo thời gian thực học theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Cụ thể, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học, học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần, giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông có 32 tuần thực học, mỗi học kỳ có 16 tuần. Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè, hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương. Kế hoạch thời gian năm học của các địa phương cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học. Thời gian nghỉ học, học, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc, để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp đặc biệt. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.